Nó attack 2 phát này. Ờ. Nó để lượt cho lượt sau, còn 4 đạn. Còn 4 đạn ăn. Rồi level 2 rồi. Ok, hello và xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với series khủng long nha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục xem series khủng long. Thì lần trước thì mình đã vô tình vào đánh trước cái stack 19 rồi. Xin lỗi các bạn rất là nhiều. Thì vô tình đánh thôi. Vô tình đánh mất một tình yêu. Ok, bây giờ mình sẽ phải có mấy con ăn thịt đấy. 7 con ăn thịt. 7 trên 10 đấy. Ôi. Lại phải có thêm mấy cái con ăn cỏ ạ. Ấy chỗ. Nè, đầy mất rồi. Đầy mất mấy đen đi. Rồi, mình đã có, từ mình sẽ đánh con bút Erlet này. Con này con cá mập ấy. À, mình up được mà. Mình sẽ up con này. Rồi, Leto Sladius. Wow. Rồi. Quất. Tấn công. Lấy thủ vào phòng sau nào. Nó sẽ tát mình hai cái. Chết không? Có chết không? Không chết. Bệnh 4.000 máu phải để anh xuống ra sân. Cứ tích lũy ra vòng sau thì cho anh xuống ra sân. Cho thôi luôn này. Chết rồi. Hai gậy mình vẫn đi. Thôi đi rồi gậy rồi gậy rồi gậy. Ô còn 9 đạp. Mày còn 9 năm thật à? Con xuống ra sân đi cô. Rồi. Còn nó 2.500. Không ổn rồi. Mà 4 phòng thủ cơ. Hay quá, chết rồi. Rất ghê. Cá mập rất là ghê. Vẫn cho thơn. Chết không? Rồi. Mình lốc ạ. 7 thôi, nó cắn mình phát chết luôn rồi. Oh man. Bay rùa luôn. Rùa về nơi an nghỉ cuối cùng rồi. Mày đấy có lợn. Con này bé tí đánh đấm gì. Gì đây. Ui xổi ôi 2.700 máu. Con hồi sinh lại bất hại. Em lại anh khỏe lắm. 9.000 máu. Rồi ôi. Anh bảo cho em hai cái em đi rồi, giúp rồi thôi. Em đầu hàng. Kinh quá. Mẹ. Baby boy.
Ankylosaurus. Hơi nhiều khủng long thì phải. Bốn con nữa. Ôi trời ơi. Nó cứ chai xe đào thóp mà phệt. Lắm chai xe đào thóp. Nhiều thật. Rồi, mission complete. Treasure. Ok. That's full. Cho ta đi nằm đi. Rồi, khủng long rồi vào. Coi Carnivores. Up deep low rồi, thôi không phí tiền nữa. Nào, chúng ta có 11.000, chúng ta nên mở pack tiếp theo thôi. Rùa. Oh shit. Rùa đây nhỉ. Lại rùa rồi. Anh ơi, lắm rùa quá. À, mình chưa up. Hey. Rùa 4 sao. Rùa xịn, rùa xịn, rùa xịn. Hai con bé tí. Lâu quá nhỉ. Lên hơi lâu. Rồi. Rùa đẹp trai. Tấn công nó. Rùa. Phập đi. Úi giời ơi. 2.000 máu. Tờ. Khá là ok với cái trại khủng long của mình rồi. Any Great Tour là cái gì anh em? Mình chả hiểu Any Great Tour là cái gì. Event có mỗi event này chẳng quá nhỉ. Và đây event ui. Heavy Vores. Mày có Stego hả? Ui toàn ăn cỏ hả? Vãi trường. Stego Heavy Vores không có rồi. Ta xem có Heavy Vores. Heavy Vores có không em ơi? Không có rồi. Heavy Vores hình dáng nó ra như nào nhỉ? Bà đang sau ra này. Ơ? À?
Herbivore là loài là hệ mà à, là kiểu như là động vật ăn cỏ mà. À, một con thôi, mẹ. Một với một. Ôi giời ơi, anh quá long. Thôi cứ ở đây. Tấn công em đi anh ơi. Của em đi, của em đi. À rồi, nó chết rồi đấy. Tuyệt vời. Rồi. Stegoceratops. Lên bè vào cho anh. Tuổi gì? Diplophosaurus này. Mới một phát hay sao? Đúng rồi. Hai con heavy. Ôi. Ôi. Chết tôi rồi. Ăn kilo thì phải tăng lấy đấy cho nó. Mê. Là con này con kia của mình cân đôi được. Block bẹ, block bẹ, block bẹ. Vừa bốn là thôi đi rồi. Ơ nó không đánh à? Hôm nay thì tớ đánh vậy. Rồi ngu người rồi, phát này nó 5 tấn công rồi mình đi rồi. Thôi nó không đánh à? Rồi tạm biệt. Tạm biệt. Còn nữa. Monolophosaurus. Thôi đi rồi. Vĩnh biệt anh em. Ulti thì nào mình cũng đi mà. Ăn kilo phải ấy cơ, phải khỏe cơ. Chết rồi, chắc chắn chết luôn. Ha ha. Chết đi. Được rồi. Con này level 1 ăn được hả? Phải tăng level rồi ăn kilo thôi. Ăn kilo ngoan, ăn đi con. Tiếp trái xe top nhiều quá. Tiếp em ơi. Ui, Mazula sao đó. May con này con của mình 800 máu, cũng trâu phết, không phải đùa. Nó lấy được sự trâu trâu của con Stego. Mày cứ đùa tao. Chết này con. Công anh em mày. Kinh quá nhở. Nó một đép rồi. Xỏ nó cho anh. Này đi. Mà dù gà sau. Rớt. Tạm biệt em yêu. Hồi Legendary su cho mi mất. Mình thằng này mình ra toàn con xịn này. Mới mất là con có gì. Khỏe không mày? Ui, nó còn đắt hơn cả T-Rex. No restriction. Wow. Được hả? Wow. Tạm biệt em kia nhá. Tạm biệt. Cục ngã này. Cục ngã. Dù mình khỏe vãi trưởng. Ôi giời ơi, cổ dài. Cái may cái hệ của mình khắc khắc hết tất cả. Hầu như là hệ thủy. Tạm biệt. Nó đỡ à? Ghê quá nhỉ. Tát mình có phát rồi. Tiếp con rùa của mình 1000 dam ạ, bãi trưởng. Con rùa của mình 1000 dam. Không phải tin nổi. Thật không phải tin nổi. Vào đó. Rồi ôi. Rồi. Ê đen tớ sợ, tao sợ mày quá.
Và đàm. Mày làm gì tao ấy? Làm gì anh ấy? Bye bye. Bye bye. Úi dồi ôi, 9.000. Uầy, 9.000 đao là mình vả được cái con boss rồi. Sau lớp này rùa cánh tem mà chưa rồi, mình bị khắc hệ rồi. Không sao, đam vẫn to. Ok, bye 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 bye. Rồi lại tăng hệ. Úi giời ơi, sóng. Ui, con là con cá ấy, cá kiểu cá răng cửa, mũi răng cửa, cá mũi răng cửa. Tao lấy lượt đây, một đép à? Rồi nó có 3, nó có 3 cái defense rồi. Rasen Shuriken. Woo. Rasen Shuriken, 9.300 máu. Là phát nợ lấy cái bách. Ô bên kia cũng có rùa kìa. Tylosaurus. Tạm biệt. One hit one kill. Này bố đời này. Anh em ra đây cắn em một cái. Đây nó swap. À gọi rùa ra. Gọi rùa ra đây làm cái gì? Máu mình trâu nó, may quá. Nó ba thằng thủ. Không à. Này chỉ để lượt cho lượt sau này rùa. Lật mai chết luôn. Còn tiếp theo ra trận. Còn kia 5 sao ấy. Plesiosaurus. Piu. Ăn vả. Ô được con chó này. Mình đã lốc cái gì này. Đấy, chó kia này. Đây cả nhà trứng rồi. À mình được mở luôn con này rồi. Yeah. Tao thách đấu lại với mày đây con kia. Nó attack 2 phát này. Ờ. Nó để lượt cho lượt sau. Còn 4 nạn. Còn 4 nạn ăn. Rồi level 2 rồi. Nó tấn công luôn không? Thôi chết tôi rồi. Ui 2.148 máu. Thế con này phải chết rồi. Tạm biệt em nha. Lên đường mạnh giỏi. 12.000 năm. Xong lên. Vụt vào mồm. Ôi nó level 3. Tạm biệt em yêu. 19.000 máu ạ. Thôi em đi rồi. Em đi rồi cả nhà ơi. Rồi hai con kia thì làm gì cho đời. Năm trăm máu. Tuyệt vời. Tạm biệt rồi. Em đầu hàng anh ơi. À thôi. Làm phát cuối lấy đam. Cộng điểm mà. Đằng nào chẳng thua. Có này có 63 đam ấy chứ. Khổ quá.
265 máu. Bữa thật. Khiếp, rùa xoáy phát chết con level 2 luôn, level 8 này. Thôi đi rồi. Tạm biệt anh em. Anh em thấy nó kinh không? Ok. Rồi, 20.000 đam tuyệt vời. Ok thì để bọn mình làm tiếp clip tiếp theo về cái này. Thì anh em đừng quên nhấn like, comment ngay phía dưới và nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Sắp 100.000 subscribe rồi. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt. Con một quả trứng thì mình xin được một con thôi. Đây là trứng của Pikachu. Ok. Mình đã móc từ bụng thằng Pikachu ra. Ok. Thì bây giờ mình sẽ unbox quả trứng của Elsa trước. Nào. Cái kéo huyền thoại. Chuyên cắt bim bim Tony. Ui, khó quá, nó không cho chỗ mở à? Sao thế nhỉ? Rồi ôi, sao không cho chỗ mở thế này?